Thế em nằm viện ở dưới kia là được bao lâu rồi? Nằm viện? Ừ. Được một tháng rồi. Nằm viện dưới kia được một tháng rồi? Ừ. Hôm nay mình mới viện viện đấy. Xong rồi ra đường mình này. Chuyển về Myanmar đưa một tuần. Chuyển về Myanmar được một tuần rồi. Xong hôm qua mấy ngày. Đang tuổi đời đẹp nhất. Đúng rồi. Tuổi 18. Tuổi 18. Mà đi mất đi một bên chân như thế này. Ừ. Em đi xe máy. Xong là xe đâm với xe ô tô hay như nào? Hay là em cự quậy này. Khó chịu hả à? Em như nào? Để trong cái hòm chắc chắn này. Để trong cái hòm này á? Bây giờ mẹ là suốt ngày chỉ cả ngày ngồi để xoa chân cho con. Ôi dồi, tan hết đá rồi này. Tan hết đá rồi. Tan đây hai vợ chồng là phải bảo quản bảo vệ cái bên chân của con hung niên. Còn nếu không làm như thế bây giờ mà mình tháo đi gắp bét thật sự thưa các bác là như này nó sẽ hỏng rất là nhanh. Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em Dương cùng với Bí Thư Già, anh em chúng cháu đang có mặt tại một cái địa điểm khá là xa lạ, không phải lạ mà quen cô bác. Cái vị trí này là đây là cái con đường đi lên chỗ khu nhà cũ của em Trơ. Khu nhà cũ của em Trơ đấy các bác. Hôm nay thì anh em chúng cháu vào đây bởi vì là ở cái tiết phim trước thì em Dương cũng có biết đến một cái trường hợp cũng rất là oái oăm, là bạn đấy là cũng là một cậu thanh niên trẻ tuổi là bị tai nạn và bị mất đi một bên chân rồi, đúng không ra? Cụ thể đúng, như nào? Đúng rồi. Còn nghe đi làm ở dưới xuôi. Đi làm được 5 tháng rồi, trên đường về An Giang cũng như là thăm gia đình ấy thì không may bị tai nạn. À. Ừ. Thế thì là nhà của bạn đấy là ở trong này đúng không? Ở trong này luôn. À. Nhưng mà rút chìa khóa được. Chưa chưa. Hình như là chưa rút. Cái bạn đấy là bao nhiêu tuổi rồi là? Bạn đấy tầm 18 19 tuổi thôi á, còn trẻ mà. Thì chưa hỏi nữa cơ. Người trong làng mà lãnh đạo thôn thì không dám dắt bắt đó hay là không ổn lắm. Không không thể nhớ từng đứa một là ngày tháng năm sinh được. Nhớ được cái tên là tốt lắm rồi. Ngàn nghìn người mà. Này thế chứ. Bây giờ bảo thật bảo cho mình là cháu của mình bây giờ bao nhiêu tuổi mình không biết đâu. Đấy. Đi qua đường nào? Đường đấy, nhà này luôn. Nhà này luôn á? Ờ. À. Còn đây là cái đường đi lên chỗ nhà của Trơ này. Đúng rồi. Là nhà mới. Còn nhà này là nhà cũ của Trơ, nhà cũ của Trơ là ở bên trong này. Bên trong này. Nhà này có mấy cây bạch đàn này sướng nhỉ. Đúng rồi, to lắm. Cái tầm này là đủ làm cột thế này. Đúng thứ này. Thoải mái mà. Cái cột là như thế này là đẹp. Ừ. Cột xà. Ừ. Là quá đẹp luôn bởi vì bạch đàn nó cực kỳ thẳng. Đấy. Bên kia cũng có một cây nữa, bốn cây. Bốn cây to. Được rồi đấy. Ra khối tiền. Hả? Mà là như thế này mà bán thì được khối tiền. Mỗi cây này như này khoảng tầm 3 triệu. Hả? Cái này tầm 2 triệu, triệu rưỡi là cùng. Thế thôi á? Thế thôi. Thế là mua về đi. Chưa to lắm. Đúng nhỉ. Ui, nhà nhiều chó đi. Mỗi con một đầu. Anh ơi. Đi vào đi, gia đình anh nhà. Chủ nhà không có nhà này, hơi tối. Đôi nhà đi đâu hết rồi nhỉ? Chờ em nhé. Chú bắt tay mẹ. Nào, bao tay à? Đưa đu. Dây điện bằng ngoằng hết đây này. Ừ. Nhà này, anh hỏi tí, nhà này có phải nhà anh trai của Trương? Hả? Trương trên này.
Từ từ. Ô gì thế à? À chỉ xin rằng cái gì á? Không xin rằng. Không xin rằng. Ừ. Giờ cái gì? Anh em đấy. Là anh em ruột luôn à? Ô từ cái thay nhá. Hai anh em ruột luôn. Bạn này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi. 15 tuổi à? Có đi học không? Có đi học mà. Hả? Có đi học đang học dưới học muộn. Học ở đâu? Học ở điểm trường dưới. Nhưng... học muộn á? Ừ, học muộn. Thế năm nay học lớp mấy rồi em? Học lớp 3. Học lớp 3, 15 tuổi học lớp 3. Học muộn mà. Ôi dồi. Các bạn đi học trường chính hết rồi, còn bạn này đang bơ bơ. Có nghĩa là bổ sung danh sách ấy. À. Thì mới được đi học ấy. Anh hôm qua anh cũng có thấy xem thấy video ấy, thì cũng có một bạn bạn đấy là có biết là anh trai của em à, là bị tai nạn là bị mất đôi bên chân đấy, anh muốn vào thăm và có chút quà cho bạn đấy có được không? Ở cho tin lầu này một chỗ từ tin lầu thì anh này mua ấy khó không lì cho nên là cho tin lầu rồi ở chỗ này anh cho chị nhé. Ở này cha cha bự rồi. Đây các bác là bạn em ấy là ở trong này. Úi dồi ôi cái chân. Em bị nặng như thế này mà. Chào em nhé. Chào em. Này, đây là hôm qua vừa mới về đây đúng không? Vâng. Úi dồi ôi. Thế em nằm viện ở dưới kia là được bao lâu rồi? Đường 5, 8, 4 tháng rồi. Nằm viện mà, em nằm viện mà. Nằm viện? Ừ. Đường 1 tháng ở dưới rồi. Nằm viện dưới kia được 1 tháng rồi? Vâng. 20 ngày ở dưới viện viện đấy. Xong về Hà Giang được 10 ngày. À. À thế là hôm qua là từ Hà Giang lên à? Không, chuyển về Mèo Va được 1 tuần rồi. Chuyển về Mèo Va được 1 tuần rồi? Xong hôm qua mới về nhà. Thế là hôm qua mới về nhà rồi á? Vâng. À, là bác sĩ ở bên bệnh viện cho ra. Vâng. Là cả tháng nay là em đã nằm trong viện thôi. Vâng. Em tên là gì? Vàng Mỹ Linh ạ. Linh à? Linh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 18 rồi. 18 tuổi? Vâng. 18 tuổi. Úi dồi, cô bác ở đây này. Bây giờ là còn một bên chân thôi cô bác. Nhưng bên kia cũng chảy xước, gọi là bị sâu lắm. Cái vết thương. Úi dồi ôi. Nguy hiểm lắm mà, cái này đi hỏng đôi chân luôn rồi mà. Cái này chả trúng xương rồi còn gì nữa đúng không? Đấy, đúng rồi. Cái này? Tịch xương luôn rồi. Cái này chỗ này trúng xương hết rồi còn gì nữa? Ôi dồi ôi. Đây cô bác này, đi hẳn một bên chân luôn rồi này. Đấy. À đâu, cái chỗ này cũng bị gãy à? Hay là nó do nhựa bị xương thôi? Đây đây này các bác này, đây còn những cái vết kim khâu đây này. Đó, cái này gọi là cái gì nhỉ? Mũi khâu à? Này vẫn còn đây này. Đây. Ôi rồi em ơi. Còn bên 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 bên, bên nguyên bên này thì là đã cắt đi luôn rồi. Đúng rồi. Đã cắt đi luôn rồi, cả bây giờ là vẫn còn một đoạn xương đúng không? Dã man thật. Lệnh ơi là lệnh, bây giờ còn trẻ như thế này, bây giờ cuộc đời của em mai về sau như thế nào đây? Thật sự là ở đây bên này cơ. Đây này. Không biết che cái gì. Đây các bác này, bên này. Ôi dồi. Tức là thời gian vừa qua là cũng chỉ nằm ở trên viện là người ta rửa vết thương các thứ rồi đúng không? Cả một miếng thịt đây này các bác này, cái chỗ này thịt là đi rồi đây này đi một miếng thịt to đùng đây này đấy. Bây giờ còn đau không em? Vẫn đau à? Được hơn một tháng nay rồi, tức là cái chỗ cái thịt vẫn chưa liền hết được. Chưa liền hết được. Cái này nhức lắm ấy. Hôm qua ra viện có bác sĩ có lấy có nó lấy thuốc sát trùng cho không em? Không lấy cho á? Ừ. Thế
Thế về nhà ở như thế sao được? Nhớ bị lại bị nhiễm trùng lúc đây là còn hỏi làm chân bên kia là hỏng luôn đấy. Em không biết. Cái này phải hỏi bố. Cái này thuốc rửa ấy. Kể nước muối. Nước muối rửa. Ở rửa nước muối cũng được. Ừ. Nước muối sát trùng với lại có cái nước màu vàng kia kìa. Này. Ôi rồi. À đây nước sát trùng đây. Đây này. Đây này đúng rồi. Đây này. Đúng rồi. Cũng có mà. Đấy, cũng có một chai nước sát trùng đây này. Thật sự là hỏng cả đời thanh niên. Em Dương cũng thật sự đẹp trai. Không biết nói gì luôn, thanh niên khỏe khoắn, năm cũng nói đúng như già nói mà là cũng đẹp trai cao giáo. Vâng. Mà đang tuổi đời đẹp nhất. Đúng rồi. Tuổi 18 mà đi mất đi một bên chân như thế này thì em đi làm dưới kia là em làm được bao nhiêu lâu? Làm một năm tháng ở dưới kia. Nhưng mà tiền lương 5 tháng đấy mình có được hết không? Được hết rồi. Được hết rồi gì? Vâng, em chào anh nhé. Vâng. À đây. Đây bố đây đúng không? Là bố. Anh là bố đẻ của anh trai ruột của Trơ à? Vâng, anh trai ruột của Trơ. Nhìn mặt giống nhau mà nhỉ? Giống nhau mà. Nhìn là giống nhau mà. Ừ. Nhưng mà ôi rồi thế là cả tháng vừa rồi là bố cũng ở nhà cũng lên viện để chăm sóc cho con thôi đấy. Đây là em, đây là Linh, là con trai lớn à? Vâng, con này con lớn, con cả. Anh là có hai bao nhiêu đứa? Ba đứa à? Vâng, hai đứa con trai, một đứa con gái. Một đứa con gái là đứa út đúng không? Vâng. Còn thanh niên này là đứa thứ hai à? Vâng. À, sao thanh niên này cho đi học muộn đấy anh? Lúc năm nay nó ngày xưa thì nó mình bố mẹ đi làm xa không có đi làm, nó ở bên anh em dược thì nó mới bỏ học, thì bây giờ năm nay thì em chuyển thô với gọ đi, nếu mà bây giờ nghỉ hè xong thì nó đi học lớp 3. À. Trước là hai vợ chồng đi có đi làm thuê ở bên nước bạn làm, thế là con làm khai sinh đứa con không biết đưa đi học cái gì. Mới tục và bây giờ đi học Đức. Linh là cái chỗ chân của em bị như thế này thì em còn nhớ cái hôm đấy là bị như thế nào không? Cái lúc bị chính xác là em bị sao lại bị chân của em bị tai nạn nặng như thế này em? Dạ em nhớ một tí thôi. Em nhớ một tí thôi à? Vâng, hôm đấy là em bị xe tông hay như nào? Em xe máy mà. Hả? Đi xe máy mà. Em đi xe máy. Vâng. Xong là xe đâm với xe ô tô hay như nào? Hay là nó vào kèm một phát ở đây, xong là em đi đến bắt đầu xe này ngắm luôn. Như nào nhỉ? Em có nghĩa là xe ô tô là đi vượt, xong là va chạm vào em này thì em này ngã, thì phía đằng sau của ô tô á mới lan qua đôi chân của em à. Tức là em đang đi như thế thì xe ô tô vượt xe em và người ta và gần quá thì là quệt vào em, xong là em bị xe em đổ xuống đúng không? Em đi một mình à? Rồi em đi một mình. Linh là học hết lớp mấy Linh? Em không học, em chỉ học nhớ là lớp 3 sao ấy. Học hết lớp ba thôi. Này của bác bây giờ cái em cự quậy này khó chịu à em hay như nào? Khó chịu. Bây giờ nó đang dần hồi phục là nó sẽ ngứa gái. Ngứa đúng không? Đấy. Em về xước hết cả chỗ khu này luôn này các bác này. Mà một mảng da cả chân bên trái cũng bị hết luôn. Đấy. Là cả một con xe ô tô lăn qua người em luôn à? Nguy hiểm quá là nguy hiểm luôn. Em đi làm ở Tân Đấu, Thái Nguyên. À. Đi làm bên Thái Nguyên. Cái này là người ta cắt xong mới thâu. Nên là tức là cái chân kia của em là đã bị nát hết rồi. Rồi. Nhưng mà cái đoạn kia là mình có lấy về nhà không hay như nào? Có mà lấy về nhà. À, lấy về nhà mà thay nên nếu gạo nó trên nếu gạo chụp po tử nữa
Nó chả đầu tí xa đó. Hả? Nó chả đầu tí. Vì thành dư dư dư. Để trong này, để trong cái hòm. Để trong hòm á. Và cho nhớ thì con sẽ cho ta chỉ trong đi. Mấy phim dùng đấy đảo là chả đó. Nhớ chả nó mà thì cho chú ý chả đó. Ya cho bà nhắm cho thế ra tạm nha. Mỗi là cuộc chiêu chảy cho mốt bảo vô là chạm vào những nhiệt chảy cho mình bao cái một chỗ đó. Ừ. Thao đầu block hit map nó là mà mua nó chặn, ok nó chặn là. Ừ. Như nào? Có nghĩa là để trong này cho để trong cái hòm chắc chắn này. Này. Để trong cái hòm này á? Ừ, để trong hòm này xong là mình lấy cái đá. Tức là ướp lạnh. Ướp lạnh thôi. Đá lạnh để ướp thôi. Ở khi nào mà nước đá tan hết thì mình lại vứt đổ đi, xong rồi thay đá vào. Cái này thiết là 2-3 ngày phải thay một lần à? 1-2 ngày thôi á. Ion thôi, một trong những dòng nào tiết hóa thì tiêu. Ôn không thở nên mà không kiểu không thiền. Ờ. Đi rồi mà. Ôn nào được học. Ờ. Hai ngày, hơn 2 ngày một tí là. Nhưng mà chân kia bây giờ đã bị cái chân kia bây giờ nó còn lành không? Sẽ lìa đó. Sẽ tan ra nên đi. Nên nhỏ rồi mà giống sẽ nghĩ anh thì sẽ trừ thế này là chỉ xong đi. Nên trừ thằng thố. Nên nghĩ là sẽ có giảm đi mà này. Trong cái nhón thì bọn hết chỉ sẽ. Sẽ cái tay à, sẽ cái tay mình trừ táo rồi. Ờ. Nói như là trừ là lưỡng trừ là nó thối hết à? Không phải không thối mà là nó kiểu như là dạng không có máu rồi, không. Ờ. Thì tôi cũng không hiểu cơ. Như nào nhỉ? Nó chỉ xì, mà nó chỉ tông cái nào đó rồi. Đó, đó là nghĩa chỉ trong con luôn. Không ngả lò tú, không ngả lò chứ không. Thì không, bây không. Giờ. Thế bây giờ thay thì thay luôn. Bây giờ thay luôn để mình xem. Không có thì không có nó. Thay cho em xem một tí được không? Cái này là tức là gia đình là mình lấy cái chân đấy về để đông cứ ướp lạnh như thế để cả đời luôn hay như nào? Nhưng mà giờ nó xin tiền đấy nó giá. Thế tổng tốt mong chỉ mất khảo. Lợi tiền đâu trông. Những lợi tiền trông à, đây. Quá tiền lên để chi. Khi nào mà mùa đông đến ấy thì bỏ ra gác bếp. Là mang đi gác bếp. Ừ. Tức là đến mùa đông thì mà để lấy mang đi gác bếp. Còn ừ, bây giờ đây. Thì mùa nóng quá. Nên mùa hè thì Nóng quá vẫn để đấy. Ừ. Là để làm lạnh. À đây có bác đây nãy anh em chúng cháu lên thì nhà đây là nhà của anh trai của em Trơ đây này. Đấy thì em Trơ là ngày trước là nhà bên cạnh, còn nhà anh trai là nhà này. Mà nhà này thì gia đình là cũng em Dương theo như những gì em Dương thấy hiện tại thì cũng gia đình cũng rất là khó khăn đây này. Đấy, nhà cửa thì cũng bưng bằng chắp vá bằng những cái tấm pro hỏng. Cái pro hỏng này là không phải là cái pro người trước lấy chỗ nhà chơi vậy anh? Không phải. Cái đấy là lấy của bố của nhà cái đấy. À lấy của chỗ nhà anh cái nhà anh cái à? Vâng. À. Không có ván. Nhưng mà cái không có ván để bưng đây này các bác này là những cái tấm pro hỏng nhá. Vâng. Này thì lấy gọi là che cho có đấy chứ cái pro này thì người ta muốn phá thì nó đơn giản lắm chứ không đảm bảo an ninh đâu. Vâng. Còn đây xung quanh đây thì gia đình của anh Sò đây thì cũng gọi là một trong những hộ gia đình hoàn cảnh mà đặc biệt khó khăn đấy, đúng không? Đặc biệt khó khăn ở trong thôn và hiện tại đang được hưởng cái giấy hộ nghèo. À. Bưng xung quanh bằng những cái lá bạc. Này tấm bạc là tấm bạc cũ này. Ngô hàng năm là gia đình này cũng không đủ ăn. Không đủ ăn luôn. Ừ. Đây ngô có mỗi một tí mà thanh niên có hai thanh niên một em gái nữa cùng cộng với lại hai à đâu đúng rồi ngô là trên này nhỉ ngô có một tí mà. Có mỗi một tí như này rồi anh cả mùa vụ năm nay ấy năm nay thì có một tí này không được trồng người gần tre này có một tí ở bên này bên này là một tí nữa thôi. Đây bên này là cái đã bốc vỏ đi đúng không đây này đấy thế thì cái này còn ít hơn của nhà già ấy già ít hơn nhà già hoàn cảnh nhà ấy trên kia. Ừ, già hai bố con ấy ít hơn đấy bên kia nó nhiều ừ.
Nhưng bên kia là như chuyện tách nương. Ôi giời ơi, thế là bây giờ thanh niên này như thế này thì cũng đi gọi là chìm thôi. Mong là đi làm thuê để giúp được bố mẹ phần nào, nhưng bây giờ lại tai nạn như thế này đi. Em ơi, chân bên kia chưa biết như nào. Anh bảo là em bác lúc ra viện chắc bác sĩ cũng có dặn rồi, rửa cái nước muối với lại cái nước sát trùng này thường xuyên vào nhé bà mẹ nhé. Cái hôm nào cũng phải rửa, không là em cứ để như thế nó chưa khô hẳn ấy là nó bị nhiễm trùng, là đến lúc đấy là còn hỏng cả bên chân kia luôn đấy nhá. Thế phân rùa mẹ à? Ừ, phân rùa thế liền. Phân rùa có thật thì rồng mà xa. Thế phân rùa thì ta à, chua mà trong mình như lò. Ô mà như thế thì tụ ta nói nhá, mẹ tụ ta nhá. Nhưng mà mẹ đang cái này là chân là đang đau hay là sao mẹ cứ có mỗi cứ này thế có nhiều tua là giờ chỉ mỏ 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 là đau, với lại đau thêm bên trong này vào nữa. Hầu như là cái gân ở trong kia không biết là còn không, nhưng mà đau lắm. Xong mẹ phải cần cái chân đấy. Cần cái chân giữ đi giữ lại thì nó mới ấy được. Cử động. Tức là cử động cái chân. Cái này là nó vẫn chưa khô hẳn đâu, nó vẫn đang chảy ấy này. Đang có nước. Chảy mủ ấy này. Nên là chịu khó rửa vào em ạ. Không là khổ khổ đấy, khổng cả bên kia nữa là còn khổ hơn nữa. Đấy là anh bảo này, hôm qua thì anh cũng có về đón em ở trong kia với tất cả anh em. Anh biết là cái sự vất vả cũng như là khó khăn của em sau cái thời gian vừa qua. Thực sự bản thân anh thì cũng không có cái gì để động viên tinh thần của em, để em phấn chấn cũng như là cố gắng giữ bệnh của em. Nhưng mà ở đây thì em Dương, anh Dương ấy, với anh thì có chi cái phần đây đây, cứ lấy cho chi cái phần quà của cái gì nhỉ, chú Kevin Trần về cho em để em có giúp em một ít thuốc thang thôi, gọi là cũng đây. Đây, chú Kevin cầm thôi. Cầm đi, em cứ cầm đi. Cái này thì cái này em cảm ơn chú Kevin Trần nhé. Em có nhìn máy quay và cảm ơn chú Kevin Trần. Chú Kevin Trần. À? Chú Kevin Trần. Chú Kevin Trần. Đúng rồi. Cảm ơn chú Kevin Trần nhé. Đây là. Vâng, đây là những lời cảm ơn của em Lình. Thật sự như thế này chú ạ, em thì cũng từ em là cũng không được đi học nhiều nên là những lời cảm ơn thì cũng rất là ngắn gọn như này thôi. Thì thay mặt cho em Linh thì cháu Dương một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô chú cũng đã có những cái khoản quỹ hỗ trợ để anh em chúng cháu làm đi khắp các bản làng vùng cao này để giúp đỡ cho các hoàn cảnh ở trên này. Thì thật sự là anh em chúng cháu lẽ ra là cũng tính là nếu mà mua đồ thì cũng không biết là gia đình nên thiếu thốn cái gì, thì bây giờ quan trọng nhất là cái thứ liên quan đến tiền, thì anh em chúng cháu là xin được trích quỹ ra đưa tiền mặt cho em đấy, để cho em cũng muốn thiếu cái gì thì gia đình tự mua nó sẽ dễ hơn. Đấy, cơm đấy, cứ mua cơm này. Quên, có phải là cái tờ 500 để cho anh em mở ra lại xem có phải tờ 500 đấy. Tí nhầm lại tờ 20 chứ. Đây này của bác này, là một bên chân này. Cái chỗ này bây giờ còn đau không em? Không đau chân này. Chỉ đau chân bên này thôi á? Đau chân bên này. Thế chụp chiếu người ta không bảo gì à? Ôi rồi ôi, đây này. Cái này chắc có bảo đấy, có bảo như là thầy hỏi bố đi. Đi một bên thịt luôn rồi. Còn cái chỗ này bây giờ không đau nữa đúng không? Chỗ này chỉ đau một tí ở đây. Đau cái chỗ này thôi. Cái rửa cả chỗ này nữa nhá. Bảo mẹ. Đây này. Về chỉ vẫn còn này. Đừng có tháo chỉ vội kệ. Bác sĩ ở bao nhiêu lâu nữa thì tháo chỉ em? Bác sĩ chưa bảo gì. Cũng chưa bảo gì đâu đúng không? Có hẹn bao giờ đi khám lại không? Không, em không thấy bảo gì. Cũng không bảo gì luôn á. Nhưng mà cái bên chân bị đứt kia là bây giờ gia đình tính là mình lấy để đến bao giờ em? Cái bên chân bị đứt kia bây giờ là mình sẽ lấy để đến bao giờ? Có bỏ không hay là để đấy cả đời luôn? Em không biết, em bảo bố. Cái này để cả đời luôn á? Để cả đời. Nhưng mà sau này mình như nào thì là sẽ lấy đi theo. Để cho có đủ lành lặn.
cũng giống như là có một bà cụ ở bên bên Đồng Văn đấy nhỉ, bà cụ đấy cũng như vậy, nhưng mà cụ ấy là ở cụ ấy hình như là cụ ấy cũng chắc là vẫn còn một đoạn như thế này giống như của Lệnh ấy thôi. Đây bác này đấy, chân là đau, bây giờ mẹ là suốt ngày chỉ cả ngày ngồi để xoa chân cho con, đến bao giờ thì mới hết này chị ơi. Thôi chịu khó ăn uống vào nha em nhé. Tức là hôm đấy là em đi làm về, xong là đang đi xe máy, là em đi một mình à em? Em đi một mình. Em đi một mình xong là xe ô tô người ta vượt qua em, xong là kẹp một cái, lúc đấy là em không nhớ cái gì nữa. Về đến nơi thì là bác sĩ đã cắt chân của em rồi. Tức là lúc em tỉnh về thì bác sĩ đã cắt chân rồi. Là chỉ còn như thế này thôi. Thì lúc đấy bố em chắc là chưa xuống kịp đâu đúng không? Chưa. Hay là bố có đi làm cùng không? Không, em một mình em đi thôi. Xe máy là em đi làm thuê em kiếm được. Thế chiếc xe máy đấy giờ chắc cũng hỏng hết luôn đúng không? Không, xe máy của em không hỏng. Xe máy lại không hỏng? Hỏng em. Là em bị bật ra đúng không? Xe máy có đang ở ngoài này không? Không đang ở ngoài. Công an chưa cho lấy về. À, công an chưa cho lấy về. Tức là công an vẫn đang giải quyết. Khổ quá đỉnh á. Do ở trong nhà hơi tối quá nên nhiều khi nó cũng anh em cùng cháu ghi hình nó cũng không được rõ lắm. Anh Sò là đang lấy cái bên chân bên kia về thay đá của bác ạ. Đó. Cái này phải thay thường xuyên, nếu mà không thay thì hơi hỏng đấy, nhờ anh Sò nhỉ. Là vâng. Đấy. Nhưng mà để thay... Hai ngày đấy, thay một lần. Vâng, không thay thì nó sẽ thối hết đấy. Hỏng. Chuyển viên rồi, nhân viên à? Chuyển viên thôi tôi á. Chuyển viên xã. Chuyển viên mà tiếp tàu tù xe vậy. Này gia đình là bên ngày nào là cho này giáo sửa phi hó mà tài chi là sửa hả? Ngày nào cũng phải thế cho mình tạo ra. Phải thay đá như này, cũng 2-3 ngày lại thay một lần thì. Và ban gì này, ban gì đấy bố này? Tức là bây giờ trong thời gian này là trong những tháng hè này đấy, thì gia đình là ngày nào cũng phải thay, đến lúc mùa đông thì khả năng bị khả năng hỏng của đôi chân nó sẽ thấp hơn, thì sẽ gia đình lúc đấy mới bắt đầu treo gác bếp thì sẽ để lâu hơn. Thôi rồi, tan hết đá rồi này. Tan hết đá rồi, cái này phải thay thôi. Chạy không chẳng vào trong anh lưu lượng rồi, cái này nó chảy được. Thấy. Sao không lỗ nó chả chảy? Vừa tạt. Vừa sụt cái nó. Nếu mà vừa tạt. Nó thả đó này, cái cảm giác nó sụt vậy. Lấy sao kịp không? Nếu mà giác nữa rồi. Cho hù này nó vô đó hả? À, tổ xế thế hả? Nhiều quá thế hả? Chuyện này
đây hai vợ chồng là phải bảo quản, bảo vệ cái bên chân của cậu thanh niên. Còn nếu không làm như thế, bây giờ mà mình tháo đi gắp bét, thật sự thưa cô bác là như thế này, nó sẽ hỏng rất là nhanh. Bắt buộc phải làm như thế này, để mùa đông đến thì mình lấy đi gắp bét thì đỡ hơn. Cắt kiệt vào mắt rồi. Ta thiếu hàng đấy. Này không thay thường xuyên không được, học hết luôn quá. Đúng rồi. Nên gia đình đang là muốn là để lâu một tí thì sẽ cho vào để coi là phơi gác bếp ấy. Ừ. Gác bếp thì sẽ để lâu hơn, nhưng mà về thời gian hè này cực kỳ là nóng. Không thể nào để được. Vâng, thưa cô bác, là một thời gian thay cả cái đá cái chân ấy thì bây giờ gia đình cũng thay xong rồi. Đây Linh nhá, hơi chịu khó nằm dưỡng bệnh nhá. Rồi bây giờ bọn anh cũng hôm nay đến đây thì cũng không có gì đâu, cũng có một chút quà, cũng được các thay mặt các cô bác cũng muốn lên động viên em một chút như thế. Thì cố gắng lên em nhá. Vâng. Ừ, thôi đi. Anh cũng về đây. Vâng. Ừ. Chào anh nhá. Tên làm lên nhớ này em nhá. Chào anh nhá. Anh ơi, em bảo này, thì cái chân cái chỗ chân bên trái của em đấy bây giờ đang bị xước như này kia ấy. Thì chắc bác sĩ lúc ra viện bác sĩ cũng có dặn anh rồi đúng không? Vâng. Rồi cái kia phải khử trùng thường xuyên và không bị nhiễm trùng là còn hoại tử, là hỏng hết cả bên chân bên kia đấy anh ạ. Vâng, anh nhá. Vâng. Tôi em chào gia đình nhá. Vâng, cảm ơn anh nhá. Vâng. Vâng, chào anh nhá. Chào gia đình, chào chị, chào em. Vâng. Vâng, thưa cô bác, là bây giờ thì cũng khá là muộn rồi ấy. Anh em cũng vào thăm cái em lành ở đây để ghi hình. Anh em cô bác cùng theo dõi thôi. Còn bây giờ cũng khá muộn rồi. Còn đây là em, anh em cũng xin phép là dừng cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác ở những cái video tiếp theo ạ.